Vì sao cổ nhân nói lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái? Thưa quý vị và các bạn, là các bậc cha mẹ, ai ai cũng muốn con mình sau này lớn lên đều đạt được thành tựu nào đó trong cuộc sống. Thế nhưng, việc nuôi dạy như thế nào để các con sau này thành nhân, thành tài thì xưa nay chưa bao giờ là việc dễ dàng. Và việc giáo dục con trẻ, người xưa trải qua bao đời đã đúc kết và để lại cho các thế hệ sau qua nhiều câu nói. Ví như lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái. Nguyên văn câu này là cúng dưỡng nhi, phú dưỡng nữ. Vậy, lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái. Nội hàm của câu này thực sự có ý nghĩa gì? Sau đây, xin mời quý vị hãy cùng Minh Đức đi tìm hiểu. Lấy nghèo nuôi con trai. Nghèo ở đây không phải là nghèo về vật chất của cải. Nếu như ai cứ nói nhà nghèo dễ nuôi con thành tài thì các cụ ta cũng chẳng có câu bần cùng sinh đạo tặc. Tức là nghèo khó khốn cùng dễ sinh ra việc trộm cắp. Ngược lại, nhà giàu mới là nhà có điều kiện để cho con theo học thầy giỏi trường tốt nên con của họ mới dễ thành ông nọ bà kia. Vậy công bình mà nói thì xét về điều kiện đầu tư cho con em ăn học thì nhà giàu sẽ có lợi thế hơn. Nhưng điều đó cũng không phải là yếu tố tiên quyết để quyết định đứa trẻ đó sẽ có tương lai như thế nào. Mà yếu tố then chốt ở đây chính là cách dạy dỗ của các bậc cha mẹ đối với con em mình như thế nào. Do vậy, nội hàm chân chính của câu cùng dưỡng nhi, lấy nghèo, nuôi con trai có nghĩa là hãy để cậu bé có thêm trải nghiệm từ thời thơ ấu, hiểu thêm về những khó khăn của cuộc sống, phải rèn luyện cho các con tính chịu thương, chịu khó, dũng cảm, kiên cường, độc lập và có tinh thần trách nhiệm, chân thành, thẳng thắn và quyết đoán. Những điều đó để các em trải qua nhiều mưa gió, tôi luyện, ngã xuống, tự đứng dậy, thất bại rồi làm lại lần nữa, vươn lên trong nghịch cảnh, từ đó hình thành nên một người đàn ông có khát vọng, hoài bão và bản lĩnh. Những thói quen được hình thành từ khi còn nhỏ sẽ đi cùng một người suốt đời. Trong giai đoạn trẻ trưởng thành, trau dồi đức tính quan tâm, đồng cảm, trung thực, tốt bụng, tiết kiệm sẽ có lợi cho trẻ suốt quãng đường về sau và trở thành vốn liếng tiềm tàng trong trái tim trẻ. Tóm lại, việc lấy nghèo nuôi con trai có thể hiểu và nắm bắt từ các khía cạnh như sau. 1. Hãy để con trai trải nghiệm cuộc sống khó khổ. Khi điều kiện kinh tế khá giả, việc cha mẹ bung túi tiêu tiền để nuôi con là điều dễ hiểu. Cha mẹ có thể tạo điều kiện và môi trường học tập tốt cho con, nhưng đừng bao giờ cho con hưởng thụ vật chất quá xa hoa. Nó thân ấm áo thì sinh hư, thay vào đó hãy để dành tiền và đưa nó cho con trai bạn khi lớn lên. Dạy cho con bạn biết trân trọng và có cái nhìn đúng về tiền bạc. Tôi vẫn rất tâm đắc về cách dạy con của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng xuất thân không phải là nhà nghèo, cũng là dòng dõi Trâm Anh Thế Việt. Tổ tiên là Gia Cát Phong, làm quan tư lệnh huyện úy đời nhà Hán. Cha là Gia Cát Khuê, thời Hán, làm chức quận thừa ở Thái Sơn. Sau này, Gia Cát Lượng trở thành thừa tướng thuộc quốc, nhưng vẫn dạy con mình rằng phải luôn thanh tĩnh đạm bạc để tu thân dưỡng đức. Chữ đạm này không chỉ nói đến việc tiết kiệm, mà còn nói đến đầu óc lúc nào cũng phải thanh tịnh, không được vấn vương dung nạp nhiều tạp niệm. Chỉ có như vậy, trí của mình mới được thông tỏ, từ đó mình nghĩ được sâu, được xa. Cho nên đối với sự tiến bộ tích cực, hãy để con trai một cuộc sống có chút bần hàn, nghèo khó, từ đó sẽ hình thành nên tính cần cù, chịu khó, chăm chỉ, tiết kiệm. 2. Để con trai trải qua thất bại. Một đóa hoa được trồng trong phòng kính sẽ không chịu được mưa to gió lớn bên ngoài. Nuôi dưỡng con trai theo kiểu nâng niu, chân quý ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ đau. Như vậy sẽ làm cho đứa trẻ không rèn luyện được ý chí kiên cường. Ngược lại, dưỡng thành tâm lý yếu ớt, sức chịu đựng kém. Chỉ cần gặp phải sự việc không như ý hoặc thất bại, liền suy sụp tinh thần, dễ dẫn đến trạng thái cực đoan. Khó khăn, trở ngại mới có thể kích phát tinh thần dũng cảm, dám đối mặt với thực tế. Khi trẻ gặp phải thất bại, cha mẹ nên cổ vũ để trẻ vượt qua sự thất bại. Cũng là một cách để chiến thắng, lấy tâm thái tích cực để đối mặt với khó khăn gặp phải. Hãy nói với các chàng trai của mình rằng, thành công chưa thể đến nếu thất bại chưa đủ nhiều. Lấy sự thất bại làm niềm cảm hứng tiếp lửa, không sợ hãi khi đối mặt với khó khăn.
dạy con trai cách chuyển tâm thái từ tiêu cực sang tích cực, đối mặt với những gian khó, đó là cách dẫn đến thành công trong cuộc sống. 3. Rèn tính tự lập trong cuộc sống. Dưỡng dục con cái theo kiểu áo đưa tận tay, cơm đưa tận miệng là điều tối kỵ nhất. Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều bạn đã là sinh viên đại học nhưng vẫn không biết nấu cơm, không biết giặt áo quần, không hề biết gấp chăn màn áo quần, thật khiến cho người khác kinh ngạc. Một số nam nhân như vậy liệu có thể đối mặt với những thách thức trong xã hội này sao? Liệu có thể có năng lực sáng tạo được sao? Làm cha mẹ, từ khi con còn nhỏ, nên tập cho chúng tự mình làm những việc có thể làm được tùy theo sức lực và độ tuổi. Làm việc độc lập và tự lo liệu là quy luật của cuộc sống mà mọi người phải học được. 4. Chịu một ít ủy khuất thích hợp. Người xưa có câu, đại trượng phu co được, giãn được. Ở đời, chuyện bất bình đếm không xuể, nên phải dũng cảm đối diện. Nam nhi cần phải học được cách kiên cường. Khi con trẻ có hành vi sai trái, cha mẹ cũng nên khiển trách, thậm chí là trừng phạt thích hợp. Trong cuộc sống khó tránh được những ủy khuất, chịu đựng một chút ủy khuất thích đáng thì càng sẽ hiểu sâu thêm về cuộc sống. Cha mẹ có thể động viên, cổ vũ để con cái có thêm dũng khí đối mặt với mâu thuẫn. Trẻ nhỏ trải nghiệm qua nhiều cảm xúc sẽ rèn luyện được tâm lý vững vàng mạnh mẽ, giảm được tình trạng tâm lý nổi loạn, kích động, không chịu được áp lực. 5. Học cách chịu trách nhiệm. Bởi vì nhẫn nhịn nên mới có dũng khí, dám chịu trách nhiệm, càng không bao giờ trốn tránh trách nhiệm mới càng khiến cho người nam nhân thêm sức hấp dẫn. Trách nhiệm như là một huy hiệu được gắn liền trên vai của người nam nhi. Vậy nên, ngay khi còn nhỏ, các bé trai nên được bồi dưỡng lòng có trách nhiệm và chịu trách nhiệm, thì tương lai mới có thể gánh vác được trách nhiệm trụ cột cho gia đình và trọng trách đối với sự phát triển của xã hội, mới trở thành một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất. 6. Bồi dưỡng tính lạc quan và lòng nhân ái. Một người nam nhân ưu tú thành thục nhất định phải có phẩm chất tốt đẹp, nhất định phải có tâm thái lạc quan và tấm lòng nhân ái thiện lương. Mỗi cha mẹ đều yêu thương con trai của mình, nhưng trong yêu thương cũng có phân loại ra tình yêu nhỏ và tình yêu vĩ đại. Tình yêu vĩ đại là không biên giới. Cha mẹ có thể dùng những phương pháp khác nhau để dẫn dắt bồi dưỡng con trẻ, xóa đi những tư tưởng không tốt trong tâm hồn con trẻ, giúp con tiêu trừ lòng ích kỷ, giúp con trở thành một người có tâm thái lạc quan sáng lạn, tấm lòng chân thành thiện lương, trở thành một người nam nhân xuất sắc, chân chính. Phú dưỡng nữ, lấy giàu nuôi con gái. 1. Luôn cổ vũ, khuyến khích. So với các bé trai, thì các bé gái lại sinh hoạt trong một thế giới các mối quan hệ. Cho nên, những cô gái của chúng ta cần được người khác khẳng định và tán thành, cần có người khác khích lệ cổ vũ tăng thêm sức mạnh. Đối với các bé gái, sự khẳng định và tán thành cùng sự cổ vũ khích lệ của người khác có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân họ. Nó như một nguồn động lực để bản thân các cô bé có thể tự tin, độc lập, kiên cường, theo đuổi những mục đích của mình. Trong quá trình trưởng thành của một cô gái, nếu nhận được nhiều lời khích lệ, nhiều hành động mang ý nghĩa cổ vũ, thì thường sẽ tạo ra những kỳ tích về giáo dục. Những bậc cha mẹ thông minh thường hay nói với các con những câu như thế này. Con gái, ba mẹ thương yêu con nhiều lắm. Ba mẹ tin tưởng con. Trong lòng ba mẹ, con là người giỏi nhất. Khi con gái có điều thương tâm khổ sở, cha mẹ ôm con gái vào lòng. Khi con gái nhút nhát, cha mẹ hãy vỗ vai con gái để động viên. Khi con gái u buồn, cha mẹ nên thường xuyên tươi cười khích lệ con gái. Những lúc rảnh rỗi, cha mẹ hãy cùng con gái thủ thỉ tâm tình. Những cha mẹ thông minh sẽ không bao giờ nói những câu mang tính sát thương đối với con gái như là: sao lúc nào con cũng làm chuyện sai vậy? So với con người ta, con thật kém xa. Với biểu hiện như vậy thì thật không biết có tiền đồ gì không. 2. Dùng tình yêu thương để nuôi dưỡng. Giàu nội tâm là điều thứ hai cần bồi dưỡng cho con gái. Đó chính là tình yêu, mà xuất phát từ chính tình yêu thương con cái của cha mẹ. Thương yêu
chính là dùng những từ ngữ tích cực, trong sáng, ấm áp, tin tưởng, lạc quan. Những lời lẽ gợi mở niềm hạnh phúc vui vẻ để chúng thấm dần vào tâm hồn đơn thuần mềm mại của con gái. Những điều đó sẽ giúp con gái càng thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, để thế giới của con gái tràn đầy tình yêu và niềm hạnh phúc. 3. Có trách nhiệm trong nuôi dưỡng. Đối với nuôi dưỡng con gái, cha mẹ không nên quá mức tùy theo tự nhiên được, mà cần có một thái độ có trách nhiệm. Khi con gái tỏ ra không có sở thích đặc biệt, không có năng khiếu gì, thì cha mẹ có thể giúp con có sở thích, như đưa con gái đi dạo ở cửa hàng nhạc cụ hoặc trường dạy múa, nhằm dẫn dắt con bồi dưỡng đến những sở thích mới của mình. Khi con gái gặp phải lựa chọn trọng đại, cảm thấy khó xử, thì cha mẹ có thể đem ưu điểm và nhược điểm của vấn đề phân tích rõ ràng cho con gái, tinh tế giúp con gái hiểu được vấn đề và đưa ra lựa chọn của mình. Chịu trách nhiệm không phải là nói cha mẹ cần phải chăm lo tốt hơn về ăn uống và sinh hoạt thường ngày của con gái, mà chính là đối với con gái, cha mẹ phải có trách nhiệm bồi dưỡng giáo dục năng lực, có trách nhiệm đối với sự phát triển khỏe mạnh cả về thể lực và tinh thần, có trách nhiệm về kế hoạch cuộc sống, có trách nhiệm đối với tương lai của đứa trẻ. Cha mẹ có trách nhiệm hay không sẽ quyết định con gái khi lớn lên sẽ trở thành một người có trách nhiệm hay không. Mọi việc đều dựa vào người khác hay một người độc lập mạnh mẽ có thể xử lý được mọi việc. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng nên nhân phẩm của con cái. Muốn dạy con trẻ chăm chỉ, lễ phép, biết tôn trọng người khác, cũng như bồi dưỡng con trẻ có tính ham mê học hỏi, tiết kiệm, thói quen sạch sẽ gọn gàng, thì cha mẹ cần phải nghiêm túc làm tấm gương để cho con trẻ soi vào đó mà học tập theo. Con trẻ cũng như một mặt gương, cha mẹ là kiểu người như thế nào thì phản chiếu ở trong gương là kiểu người đó. Muốn thay đổi con trẻ thì cha mẹ phải tự sửa đổi chính bản thân mình cho tốt. Kỳ thực, mỗi gia đình đều có một cách nuôi dạy con riêng. Cho dù là dùng phương thức nghèo hay giàu thì kết quả đều quyết định ở sự giáo dục của cha mẹ, thầy cô, xã hội để tạo nên một con người trưởng thành có nhân phẩm tốt, đạo đức tốt đẹp và hiểu lễ nghĩa. Nhưng một điều tiên quyết là cho dù chúng ta có dùng phương pháp giàu hay nghèo thì cách dạy của các bậc cha mẹ đều hướng con em mình đến chân, thiện, nhẫn. Đó là điều bất di bất dịch để các con có thể thành người. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong cách dạy con của người xưa, lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái. Các bạn có cảm nghĩ gì hay có cách nuôi dạy con nào khác thì hãy chia sẻ phía bên dưới phần bình luận để mọi người cùng tham khảo nhé. Nếu thấy video ý nghĩa, hãy tặng Minh Đức và Đông Tây Kim Cổ một like và lan tỏa video tới người thân và bạn bè nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh và nút chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có chương trình mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.